Chào các em. Trong series Mỗi ngày 5 câu giao tiếp, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem mẫu câu xin đừng ngần ngại nhé, hoặc là xin đừng ngại nhé. Chúng ta có động từ trong tiếng Nga не стесняйтесь. Đây là động từ стесняться. Стесняться là ngần ngại, ngượng ngùng. Chúng ta sẽ chia động từ này. Động từ này chia theo các ngôi của đại từ nhân xưng. Chúng ta chia ngôi thứ nhất я стесняюсь, ты стесняешься, он стесняется, мы стесняемся, вы стесняетесь, они стесняются. Một trong những nguyên tắc nói tiếng Nga để cho nó hay và dễ hiểu đối với người Nga, chúng ta phải phát âm rõ từng âm một. Cho nên các bạn đầu tiên sẽ đọc rất chậm và nói nhiều lần, sau đó tự dưng nó sẽ nhanh dần lên. Chúng ta cùng nhau đọc lại động từ này. Động từ стесняться. Я стесняюсь. Ты стесняешься. Он стесняется. Мы стесняемся. Вы стесняетесь. Они стесняются. Đó là động từ стесняться, với nghĩa là ngần ngại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mẫu câu thứ nhất. Chúng ta có mẫu câu я очень стесняюсь, когда её вижу. Tôi rất là ngượng ngùng khi mà nhìn thấy cô ấy. Я очень стесняюсь, когда её вижу. Да не стесняйся, она добрая. Thôi cậu đừng có ngượng ngùng, cô ấy hiền mà. Я очень стесняюсь, когда её вижу. Да не стесняйся, она добрая. Một trong những nguyên tắc để chúng ta nói được tiếng Nga thành thạo, đó là chúng ta cần phải đọc các mẫu câu này rất nhiều lần. Càng nhiều lần càng tốt. Đầu tiên đọc chậm, sau đó đọc nhanh. Cho nên trong quá trình học, thầy giáo sẽ đọc nhiều lần cho các em để các em nhắc lại. Chúng ta đọc lại mẫu câu này một lần nữa. Я очень стесняюсь, когда её вижу. Да не стесняйся, она добрая. Bây giờ thầy giáo sẽ đọc với tốc độ trung bình để cho các em tham khảo. Я очень стесняюсь. Я очень стесняюсь, когда я увижу. Да не стесняйся, она добрая. Мы к этому всем тип мол кого сухай. Почему она молчит? Chúng ta có động từ молчит. Молчит. Đó là im lặng. Tại sao cô ấy cứ im lặng như vậy? Потому что она еще молодая и она стесняется. Bởi vì cô ấy còn trẻ, cho nên là cô ấy còn ngượng ngùng. Почему она молчит? Потому что она еще молодая и она стесняется. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Почему она молчит? Потому что она еще молодая и она стесняется. Bây giờ thầy giáo sẽ đọc nhanh một lần cho các em nghe. Почему она молчит? Потому что она еще молодая и она стесняется. Mời các em xem tiếp mẫu câu số 3. Извините, вы мне очень помогли. Chúng ta có động từ помогли là động từ giúp đỡ ở thể hoàn thành. Động từ thể hoàn thành thì quá khứ. Извините, xin lỗi. Вы мне очень помогли. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Не стесняйтесь. Đừng ngượng ngùng hay là đừng ngại ngần. Обращайтесь, если надо что-то починить. Hãy gọi tôi khi mà muốn sửa chữa cái gì đó. Ví dụ như là chúng ta nhờ thợ đến để sửa cái gì, hoặc là nhờ ông hàng xóm sang sửa cái vòi nước, hoặc là làm một cái việc gì đó ở trong nhà. Chúng ta sẽ nói Извините, вы мне очень помогли. Xin lỗi, ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Не стесняйтесь,
Обращайтесь, если надо что-то починить. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Извините, вы мне очень помогли. Не стесняйтесь, обращайтесь, если надо что-то починить. Bây giờ, thầy giáo sẽ đọc nhanh một lần cho các em tham khảo. Извините, вы мне очень помогли. Не стесняйтесь, обращайтесь, если надо что-то починить. Chúng ta đã có 3 mẫu câu. Bây giờ mời các em xem mẫu câu thứ 4. Вы очень добрый ко мне. Tính từ ngắn đuôi, добрый, phù hợp với ngôi вы là số nhiều. Xuất phát từ tính từ добрый. Tính từ ngắn đuôi добрый có hai dạng trọng âm, hoặc là добрый, hoặc là добрый. Và sau tính từ ngắn đuôi dùng ở cách 3 với giới từ к. Nhân hậu, hiền lành. Đối với ai? Вы очень добрый ко мне. Ở đây chúng ta sẽ phải viết không phải là к мне, mà là ко мне. Ко мне. Вы очень добрый ко мне. Вы очень добрый ко мне. Anh rất hiền lành, rất là nhân hậu đối với tôi. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Chúng ta có thể nói большое спасибо вам, hoặc là вам большое спасибо đều được. Ở đây chúng ta nói để từ вам vào giữa để cho nó dễ nói. Большое вам спасибо. Cảm ơn anh rất nhiều. Да не стесняйтесь. Thôi, đừng có ngại ngần. Всегда говорите, если вам нужна помощь. Cô hãy luôn luôn nói khi mà cô cần giúp đỡ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. Вы очень добрый ко мне. Большое вам спасибо. Да не стесняйтесь. Всегда говорите, если вам нужна помощь. Ở đây chúng ta có từ помощь là sự giúp đỡ. Помощь là chủ ngữ, нужна là vị ngữ, và nó đứng sau ở trong mệnh đề phụ. Нужна помощь вам. Всегда говорите, hãy luôn luôn nói. Если вам нужна помощь, hãy luôn luôn nói nếu như cô cần sự giúp đỡ của tôi. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Вы очень добрый ко мне. Большое спасибо вам. Да не стесняйтесь. Всегда говорите, если вам нужна помощь. Bây giờ, thầy giáo sẽ đọc thật nhanh để cho các em nghe và tham khảo. Вы очень добрый ко мне. Большое вам спасибо. Да не стесняйтесь. Всегда говорите, если вам нужна помощь. Mời các em xem tiếp câu số 5. Câu số 5 của chúng ta. Не стесняйтесь. Заходите в дом. Đừng có ngần ngại, hãy đi vào trong nhà đi. Не стесняйтесь, заходите в магазин. Ông bà đừng có ngần ngại, hãy đi vào cửa hàng đi. Посмотрите товары, và hãy xem hàng hóa đi nào. Chúng ta nói заходите в дом, không dứt khoát cứ phải đó là một ngôi nhà riêng, có thể là căn hộ, người ta vẫn gọi là заходите в дом. Ví dụ như chúng ta đến thăm ai đó là người Nga. Người ta đã mở cửa cho chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta còn đang lưỡng lự, không biết là có nên đi vào ngay hay không. Người ta sẽ nói не стесняйтесь, đừng có ngại ngần. Заходите в дом, hãy đi vào trong nhà đi. Câu thứ hai, nếu như khách hàng đứng trước cửa hàng của chúng ta còn đang nhìn và họ còn đang ngần ngại, rất là muốn vào rồi nhưng mà còn đang ngại, chúng ta có lời mời не стесняйтесь, заходите в магазин. Đừng ngần ngại nữa, hãy đi vào trong cửa hàng đi. Посмотрите товары, hãy xem hàng hóa đi nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại một lần nữa. Не стесняйтесь, заходите в дом. Не стесняйтесь, заходите в магазин. Посмотрите товары. Bây giờ thầy sẽ đọc nhanh một lần để cho các em nghe tốc độ trung bình của người Nga nói như thế nào. Не стесняйтесь, заходите в дом. Не стесняйтесь, заходите в магазин. Посмотрите товары. Như vậy, chúng ta đã kết thúc bài học ngắn của ngày hôm nay. Đó là học động từ đừng ngần ngại.
Các em cần xem lại video nhiều lần. Nếu như em nào chưa kịp bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để có thể nhận thường xuyên những bài học vui, thú vị, dễ học mà thầy giáo làm cho các em hàng ngày. Rất cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy giáo xem video này. Và hãy bấm like, hãy bấm comment ở bên dưới xem là bạn muốn nói câu gì bằng tiếng Nga. Thầy giáo sẽ làm cho các em câu nói đó bằng tiếng Nga, dịch và hướng dẫn các em đọc. Cảm ơn các em và chúc các em học thật tốt bộ môn tiếng Nga. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.